Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tuyên dương thanh niên phụ nữ tiêu biểu. Cảnh báo tai nạn lao động khi thu hái tiêu. Chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô, Liên hợp quốc kêu gọi các bên ở Sudan ngừng bắn. Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình tuyên dương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu năm 2023 với chủ đề Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh khát vọng vươn tới những đỉnh cao quyết thắng. Tại chương trình, các đại biểu đã giao lưu văn nghệ, xem phim tư liệu với chủ đề Tự hào truyền thống vững bước đi lên và tự hào tuổi trẻ Việt Nam, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm qua của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giao lưu đồng diễn áo dài. Trong năm 2023, các tổ chức quần chúng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên, phát huy tính xung kích của cán bộ đoàn viên thanh niên, sự đồng hành kịp thời của phụ nữ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm chuyển biến tích cực những khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, học tập và nghiên cứu khoa học. Sự trưởng thành của công tác thanh niên, phụ nữ trong năm 2023 đã góp phần tô thắm thêm truyền thống phang của lực lượng Vũ Trang tỉnh. Tại chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác thanh niên, phụ nữ lực lượng Vũ Trang Đắk Lắk năm 2023. Ngày 8 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình gặp mặt nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống, thời gian qua, nữ cán bộ công nhân viên chức lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắc đã đồng hành thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều nữ công nhân viên chức là điển hình trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà được các cấp ngành ghi nhận biểu dương. Buổi gặp mặt nhằm giúp chị em phụ nữ hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam là cơ hội để nữ cán bộ công đoàn, trưởng ban nữ công trong toàn tỉnh Đắk Lắk giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác nữ công tại cơ quan đơn vị. Sáng mùng 8 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố buôn du lịch cộng đồng đối với buôn trí xã Na, huyện Bundo. Buôn Đôn. Buôn Trí được thành lập năm 1977, hiện còn 117 ngôi nhà sàn truyền thống, Buôn có vị trí thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng với nhiều nét văn hóa đặc trưng lâu đời, giao thoa cùng phát triển của các dân tộc Lào, Đê, Kinh, Mơ Nông, Gia Rai, v.v. Từ tiềm năng và thế mạnh cũng như mong muốn của người dân địa phương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chọn buôn trí để hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng về hỗ trợ đầu tư du lịch cộng đồng cho buôn trí nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trong buôn nâng cao thu nhập, phục dựng và gìn giữ các lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa các dân tộc, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với phát triển du lịch. Ngày 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 1984 năm Khải nghĩa Hai Bà Trưng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ hội về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt, tích cực thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắc, 49 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắc. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã phát động năm thi đua 2024 với chủ đề tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đợt thi đua đặc biệt 120 phần việc hoạt động đồng hành cùng phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, đã diễn ra chương trình văn nghệ với chủ đề Bản sắc Tây Nguyên, hội tụ và tỏa sáng với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc các dân tộc đang sinh sống tại thành phố Buôn Ma Thuột. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã trao vốn vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với tổng số vốn 500 triệu đồng. Ngày 8 tháng 3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắc đã tổ chức khai mạc Hội thao ngành kế hoạch và đầu tư khối thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung năm 2024. Hội thao có sự tham gia của hơn 300 cán bộ công chức ngành kế hoạch và đầu tư đến từ 10 tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Các vận động viên đã tranh tài ở ba môn chạy việt giả, bịt mắt đọc niêu và kéo co. Hội thao là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là kịp thời để cán bộ công chức ngành kế hoạch và đầu tư gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện nâng cao sức khỏe, trao dồi, học tập kinh nghiệm chuyên môn, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó, đồng thời góp phần thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại. Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội 5 năm xây dựng và phát triển. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và trình bày các bài tham luận như Phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắc, 5 năm xây dựng và định hướng phát triển, kiện toàn đội ngũ giảng viên phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vân vân. Thông qua các ý kiến đóng góp tại hội thảo, giúp phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắc có thêm những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắc nói riêng xã Krong Dinh, huyện Madrak vừa tổ chức lễ hội văn hóa dân gian và ẩm thực truyền thống các dân tộc năm 2024. Lễ hội thu hút gần 150 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia với nhiều hoạt động văn hóa dân gian phong phú như biểu diễn cồng chiên, văn nghệ quần chúng, dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống. Lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý báu của dân tộc đê nói riêng và các dân tộc trên địa bàn xã Crong nói chung. Là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của các thôn buôn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại các bệnh viện của tỉnh Đắk Lắc liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do chấn thương trong quá trình hái tiêu. Trường hợp nhẹ thì gãy tay chân, nặng thì bị chấn thương sọ so não, tổn thương cuộc sống để lại hậu quả rất nặng nề. Cách đây hơn 10 ngày, người phụ nữ này đang đứng trên thang để hái tiêu thì bị trượt chân té ngã xuống đất. Bà được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng tê bút hai chân, người yếu đi lại khó khăn. Sau khi được làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy cột sống lưng, chèn ép tủy sống, gây liệt chi và được chỉ định mổ cấp cứu. Đưa đến bệnh viện thì lúc đó tôi rất là đau và khi mà bác sĩ cho siêu âm chụp chiếu thì bác sĩ chẩn đoán là bị thì gãy xưa đùn gãy một đốt sống và ừ, bị bể nữa và đã găm một tủy bị ép chèn ép lên cột sống tủy đó thì tôi đau lắm và bác sĩ chỉ định là phải phẫu thuật gấp để để à, ổn định lại cột sống cho tôi bệnh nhân này ở huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông cũng bị hụt chân té từ trụ tiêu xuống đất ở độ cao khoảng 5 mét bệnh nhân bị gãy đốt sống lưng phải phẫu thuật nằm điều trị dài ngày tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên thấy tiêu á em chín thế là tiếc em trèo lên em hái cái thang em chạm ra xong là em cỡ hai bên nó hụt một ít em trèo lên em cũng không để ý á thế xong rồi, thì em trèo lên em ngồi trên em đang với với thì nó bắt đầu thang nó mới trượt đi ạ thì té xuống thì em thấy hoa mát thì em nằm tại chỗ xong là em nằm khoảng 15 phút khi bác sĩ mổ cho thì bắt đầu là đến em ăn uống đầy đủ lại được và đi lại ổn định bình thường rồi theo thống kê của khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, khoa tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân gặp tai nạn thương tích do thu hoạch hồ tiêu. Phần lớn bệnh nhân nhập viện do bị gãy tay, gãy chân, nhưng có những trường hợp nặng bị chấn thương sọ so não, tổn thương cột sống, nguyên nhân là do trụ tiêu cao khi hái nhiều người bị hụt chân rơi xuống đất. Mùa tiêu mới bắt đầu thành ra là bệnh nhân đã bị là tai nạn do ngã thang hoặc là leo lên cây hái tiêu là gãy cành cây, rớt xuống mổ tiêu thì đến nay thì chưa có thống kê cụ thể nhưng mà hàng ngày là ngày nào cũng 5k đến 10k vô bệnh viện. Đó, thế nên tính ra là từ hôm Tết âm lịch tới giờ là cũng tương đối nhiều, cũng gã hàng trăm ca rồi. Nhưng có trường hợp thì nó gãy phối hợp. Ví dụ rớt xuống gãy cột sống là gãy thêm cái tay, gãy thêm cái chân thì mổ cột sống xong rồi phải mổ gãy tay, gãy chân nữa. Rồi có trường hợp rớt xuống thì lại chấn thương sọ não nữa nên nó là bệnh rất là nhiều và đa dạng. Điều đáng nói trong quá trình thu hoạch hồ tiêu, bà con nông dân đều không có trang bị đồ bảo hộ lao động. Bên cạnh đó, phần lớn người dân chưa biết cách sơ cấp cứu bệnh nhân trước khi đưa vào viện, từ đó dẫn tới trường hợp tình trạng bệnh nặng hơn. Vì vậy, việc tuyên truyền cảnh báo người dân đảm bảo an toàn trong thu hái tiêu cũng cần được ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm. Thưa quý vị và các bạn. Đắk Lắk là địa bàn có diện tích rừng lớn cùng với đặc trưng khí hậu mùa khô kéo dài nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Vì thế, các ngành chức năng địa phương và chủ rừng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để phòng cháy chữa cháy rừng. Gia đình ông Y Thêm Buôn Giá ở xã Chư Mơ huyện Madarak có 10 hectare rừng trồng. Hiện nay, gia đình ông đã chủ động dọn cành, thảm thực bì, vành đai và thường xuyên thăm rừng để phòng chống cháy rừng. Toàn bộ diện tích rừng trồng của gia đình tôi đều nằm ở khu vực địa hình dốc, lại xa nguồn nước, dân cư, nên việc định kỳ phát dọn đường ranh cản lửa, nhất là tại những khu vực tiếp giáp với đất sản xuất của người dân trong mùa khô, sẽ giúp gia đình tôi thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Khu bảo tồn thiên nhiên Eso, huyện EK có tổng diện tích trên 26.800 hecta, nhiều thảm thực vật có khả năng xảy ra cháy cao vào mùa khô. Để chủ động phòng cháy, chống cháy rừng, từ trước mùa khô, đơn vị đã huy động thu dọn cành, lá cây khô, thành lập tổ, đội trực tuần tra, canh gác thường xuyên. Tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, đơn vị đã cày ủi đường băng cản lửa và bố trí chòi canh lửa để theo dõi kiểm soát mọi tình huống an toàn nhất trong cái công tác phòng chống cháy chữa cháy kể cả với cộng đồng người dân cũng như là các đơn vị chủ rừng thì tôi nghĩ cái việc đầu tiên đấy là công tác phòng ngừa, tập trung vào công tác phòng ngừa và tuyên truyền nâng cao cái nhận thức với cái tác hại và cái thiệt hại của cái việc để xảy ra các cái vụ cháy uh, trong đó có cháy rừng. Thì chúng ta làm tốt cái công tác tuyên truyền cũng như công tác phòng ngừa thì chúng ta sẽ giảm nguy cơ rất cao rất tốt cho cái việc coi như là để xảy ra cháy rừng lớn mà mất kiểm soát. Đắk Lắk hiện có 420.000 ha rừng tự nhiên, 75.160 ha rừng trồng, trong đó có trên 200 ha rừng có nguy cơ cháy cao. Từ đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành địa phương chủ rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, các đơn vị chủ rừng địa phương phải chủ động xây dựng triển khai phương án phòng cháy chữa cháy hiệu quả và chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy để xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Cơ bản là hạt kiểm lâm cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân các huyện ban hành cái kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô và cũng đã có văn bản quán triệt các chủ rừng trên địa bàn ủy ban nhân dân các huyện và đồ, ba đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng cũng đã phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm huyện liên huyện và các chủ rừng để mà chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã kiện toàn hàng trăm bang, tổ, đội quân chúng bảo vệ rừng, tuyên truyền hướng dẫn ký cam kết với người dân sống gần rừng, thực hiện tốt các quy chế quản lý bảo vệ rừng. Thành lập trên 160 tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng xung kích thường xuyên tuần tra canh gác. Các địa phương tổ chức họp dân theo từng cụm dân cư để tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia trồng, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm không chỉ các hộ dân tham gia trồng nhận khoáng bảo vệ rừng mà cả cộng đồng cùng chung tay bảo vệ phòng chống cháy rừng. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên liên quan ở Sudan ngừng các hành động thù địch trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện cũng đang cân nhắc thông qua một dự thảo nghị quyết về một lệnh ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Guterres cho biết tháng sau sẽ đánh dấu tròn một năm kể từ khi bùng phát giao tranh tàn khốc giữa các lực lượng vũ trang Sudan và nhóm lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự, vốn đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng và làm suy yếu tình thống nhất quốc gia. Ông Guterres cũng đồng thời cảnh